Bạn gái cũ treo status sốc khi biết Kevin Khánh làm đám hội với Khởi My. Hot girl Fendi Nguyễn dằn mặt bạn bè bằng một dòng trạng thái ngắn gọn. Đám hội bất ngờ của cặp đôi Khởi My Kevin Khánh tổ chức vào ngày hôm 25 tháng 4 đã khiến cho cả làng giải trí sững sờ, cả cộng đồng mạng xôn xao. Như vậy, sau nhiều năm úp mở chuyện yêu đương, cả hai đã quyết định tiến gần hơn tới giai đoạn hôn nhân. Đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Nhiều bạn bè thân thiết và đồng nghiệp đã gửi đi những lời chúc mừng hạnh phúc cho đôi nghệ sĩ trẻ tài năng. Cùng với đó, một nhân vật đặc biệt đã đăng tải status có liên quan tới sự việc này khiến dân mạng chú ý hơn cả. Ấy chính là bạn gái cũ của Kevin Khánh, cô nàng Nguyễn Hoàng Nhật Uyên, Fendi Nguyễn, viết vài chữ ngắn gọn như sau. Người ta cưới là chuyện nhà người ta, hỏi tôi làm gì, khi nào tôi cưới thì hỏi vậy nha. Dường như hot girl đã được bạn bè hỏi thăm khá chu đáo trong ngày hôm qua và điều này đã khiến cô vô cùng cảm thấy khó chịu. Trước Khởi My, Fendi Nguyễn chính là người yêu hot girl của Kevin Khánh. Chuyện tình cảm của cả hai kết thúc vào khoảng năm 2013 khi Kevin Khánh bắt đầu hợp tác, cụ thể là đóng chung MV với bà xã bây giờ. Fendi Nguyễn khẳng định đã chia tay Kevin Khánh. Bạn gái cũ luôn bị làm phiền trong ngày Kevin Khánh tổ chức đám hội với Khởi My. Minh Hằng đáp trả anti-fan khi cho rằng tạo scandal vì muốn làm nữ hoàng giải trí. Trước bình luận không hay của một anti-fan cho rằng Minh Hằng muốn làm nữ hoàng giải trí, danh xưng vốn dùng để gọi Hồ Ngọc Hà, cô đã thẳng thắn đáp trả. Cách đây không lâu, Minh Hằng tố bị Hồ Ngọc Hà chèn ép phải rời khỏi ghế nóng đầu phay. Sự việc này khiến công chúng xôn xao vì từ trước đến nay, mối quan hệ giữa Hà Hồ và Minh Hằng dù không thân thiết nhưng vẫn rất tốt đẹp, không có dấu hiệu rạn nứt. Nhưng theo một vài tin đồn cho rằng, nguyên nhân gây nên việc Hà Hồ chèn ép Minh Hằng chính là vì giành hợp đồng quảng cáo. Mới đây, trên trang Instagram, Minh Hằng chia sẻ hình ảnh vô cùng xinh đẹp. Bên dưới, một anti-fan bình luận rằng, Minh Hằng tạo scandal để chiếm ngôi nữ hoàng giải trí của Hà Hồ. Trước bình luận này, Minh Hằng đã thẳng thắn đáp trả. Đời còn dài và còn nhiều chông gai, được hay mất tương lai sẽ rõ. Cuộc đời này công bằng lắm, cảm ơn em đã quan tâm đến chị. Trước ồn ào với Minh Hằng, phía Hà Hồ gần như im lặng. Trong một buổi biểu diễn tại Hà Nội, Hồ Ngọc Hà úp mở rằng không làm những điều mà người ta đang bàn tán về mình. Còn Minh Hằng thì ngay lập tức bắt tay vào những kế hoạch mới. Đây chính là điều khác biệt kỳ lạ trong đám hội của Khởi My và Kevin Khánh. Nhiều khán giả có chung niềm thắc mắc về tiểu tiết này. Đám hội của Khởi My và Kevin Khánh không chỉ khiến mạng xã hội rần rần từ sáng đến giờ mà còn làm tưng bừng cả một vùng thị xã Long Khánh. Được biết, cặp đôi không tổ chức quá xa hoa nhưng vẫn khá long trọng trang hoàng. Đông đảo người thân và fan ruột đã được mời tới tham dự. Khởi My và Kevin Khánh làm đám hội là tin hot nhất sáng ngày 25 tháng 4. Bên ngoài nhà của Khởi My, khu vực động xe râm mát. Khách mời ngồi bên trong, sắc hồng được lựa chọn làm màu chủ đạo. Tuy nhiên, tồn tại một chi tiết khiến nhiều người quan tâm, ấy chính là việc tên của Kevin Khánh trên tấm phong, không phải là tên thật của anh chàng. Gần như không có nghệ sĩ nào dùng nghệ danh của mình để làm thông tin sử dụng cho các sự kiện mang tính chất cá nhân, trọng đại của cuộc đời, điển hình là đám cưới và đám hỏi. Kevin Khánh dùng nghệ danh trong đám hỏi thay vì tên thật là Nguyễn Văn Khánh. Tuy nhiên, tên của nam diễn viên trên chiếc bánh lại là tên thật. Nhiều khán giả cũng có chung thắc mắc về tiểu tiết này. Trấn Thành kể chuyện dở khóc dở cười, tiền cách xê làm giám khảo trong game show mới. Trấn Thành đã có những phút giây trải lòng mình ngay trong buổi ra mắt giới thiệu game show do chính anh chấm thi. Vào ngày hôm qua, game show Hát Mãi Ước Mơ đã có buổi ra mắt hoành tráng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong sự kiện, có sự xuất hiện của nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Cẩm Ly, thu hút khá nhiều sự chú ý của báo giới. Hai nhân vật này sẽ cùng nhau giữ vị trí giám khảo trong suốt chương trình. Họ sẽ cùng nghe những thí sinh thi tài để giành số tiền thưởng cao nhất, giúp cho mảnh đời đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngay trong buổi họp báo, Trấn Thành được nhiều phóng viên thắc mắc về trả số tiền cát xê bao nhiêu để có thể nhận lời làm giám khảo trong game show này. Trấn Thành chia sẻ thật lòng rằng số tiền lương từ ban tổ chức trả hầu như anh đem trao hết và còn tự bỏ tiền riêng tặng cho những nhân vật tham gia trong chương trình này. Anh là người hay xúc động, dễ khóc. Cứ gặp những số phận không may mắn là anh đều thương cảm vì họ cần được giúp đỡ và chính bản thân anh đều phải khâm phục nghị lực sống từ họ. Trấn Thành thẳng thắn nói, việc cát xê bao nhiêu không phải là vấn đề quan trọng
mà Thành và các nghệ sĩ khách mời biết san sẻ tình thương giúp đỡ những con người với nhau mới là cái cần đáng nói hơn. Hát Mãi Ước Mơ là một game show ca nhạc thực tế, mang tính nhân văn. Nhiều câu chuyện, nhiều hoàn cảnh khó tin nhưng có thật sẽ được kể trên sân khấu và những ước mơ chia sẻ đậm tình người hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem. Chương trình sẽ chính thức lên sóng vào ngày 26 tháng 4, 2017 lúc 20:30 trên HTV7. Trứng Thành phát tướng, ngày càng xuống sắc sau khi lấy vợ. Xuất hiện trong buổi họp báo ra mắt chương trình mới, Trứng Thành gây bất ngờ với dáng vẻ ngày càng phát tướng và xuống sắc. Góp mặt trong buổi họp báo ra mắt chương trình truyền hình Hát Mãi Ước Mơ, Trứng Thành gây bất ngờ khi xuất hiện với thân hình kém thon gọn. Từ sau khi cưới Harry Won, Trứng Thành không ngừng tăng cân. Dù đeo kính mát, nhưng có một số góc chụp, Trứng Thành vẫn lộ rõ sự xuống sắc. Ở Hát Mãi Ước Mơ, Trứng Thành đóng vai trò giám khảo. Anh sẽ cùng với Cẩm Ly, Ốc Thanh Vân tìm ra những giọng ca ấn tượng, có tổ chức làm ngôi sao ca nhạc. Khác với những game show khác, tham gia chương trình lần này, người chơi sẽ trải qua 3 vòng thử thách để có cơ hội nhận được những giải thưởng giá trị. Tất cả người chơi đều chắc chắn nhận được giải thưởng tiền mặt tối thiểu từ 7 triệu đến 50 triệu đồng cho mỗi phần thi của họ trong mỗi tuần. Điểm đặc biệt của cuộc thi là hầu hết các thí sinh dự thi đều có hoàn cảnh khó khăn. Việc tham gia thi thố dưới hình thức karaoke sẽ giúp họ có những phần thưởng tiền mặt giá trị. Tiêu chí mà chương trình đưa ra là đề cao tính nhân văn. Thí sinh có thể hát tốt hoặc không tốt, nhưng nếu là người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, cần giúp đỡ thì đều được hỗ trợ một phần chi phí giúp ổn định cuộc sống. Nói về cách C nhận được ở chương trình, Trứng Thành bộc bạch rằng chi phí mà anh bỏ ra để ủng hộ các thí sinh gần như bằng với số tiền được nhà sản xuất trả. Vì có lòng thương người nên hầu như lần nào ghi hình, Trứng Thành cũng vung tay quá tráng. Anh ủng hộ thí sinh nhiều đến mức nhiều lúc cũng phải vắt tay lên trán suy nghĩ rằng: ủa, tại sao mình cho người chơi nhiều như thế? Mình cho như vậy rồi, hóa ra đi làm giám khảo công không? Nhưng đến ngày hôm sau quay hình, nhìn thấy những hoàn cảnh thương tâm, mình lại tiếp tục cho tiền mà không hề suy nghĩ. Chương trình sẽ lên sóng tập đầu tiên từ ngày 26 tháng 4, 2017. Chê Minh Hằng không cùng đẳng cấp với Hà Hồ, đàn em Ngọc Trinh bị ném đá phải đóng cửa Facebook. Khi vụ Hồ Ngọc Hà bị tố chèn ép Minh Hằng, mức ghế huấn luyện viên The Face 2017 đang phần nào lắng xuống, thì Lê Hà, đàn em của Ngọc Trinh lại châm dầu vào lửa bằng status kém tinh tế trên Facebook cá nhân. Từng là học trò của Hồ Ngọc Hà ở The Face mùa 1 nên không ngạc nhiên khi Lê Hà bên vực đàn chị. Thế nhưng, việc đưa Hà Hồ lên mây nhưng lại đánh giá thấp Minh Hằng và tố giọng ca một vòng trái đất giả vờ khóc lóc diễn sâu khiến đàn em Ngọc Trinh ở công ty Venus bị ném đá tơi tả. Nội dung status bên vực Hồ Ngọc Hà và dì Minh Hằng của Lê Hà như sau: thực ra nhiều lần muốn viết status về chị trong những cơn bão xảy ra nhưng lại không biết nói gì, vì xem và đọc thì thấy càng buồn cười. Hồi giờ không muốn đánh giá ai cả, xét về đẳng cấp thì chị là một ngôi sao bự và hiếm có của showbiz Việt. Khó ai vượt qua cái bóng của chị trong nhiều năm qua, cái này ai cũng thấy và không cần nói. Với tài năng, sắc đẹp và sự nỗ lực không ngừng thì chị có quyền từ chối ngồi chung ghế nóng với những ai trình độ và đẳng cấp. Rõ ràng, dù thế nào cũng luôn ủng hộ chị, người chỉ cần rơi vài giọt nước mắt và diễn sâu thì luôn luôn thắng và được khán giả ủng hộ. Hơn là người sống thật và thẳng thắn, công nhận, mình biết người không biết nhưng trời biết. Chê Minh Hằng không đủ trình độ và đẳng cấp ngồi ghế nóng với Hồ Ngọc Hà, Lê Hà bị dân mạng chỉ trích và gợi lại những phát biểu kém thông minh khi tham gia The Face mùa 1. Câu nói ai cũng được trừ Minh Hằng mà ban tổ chức The Face nói với bé heo khiến cô phải rời ghế nóng cũng được đem ra mổ xẻ. Bị cho là đổ thêm dầu vào lửa khi lùm xùm The Face đang dần lắng xuống, Lê Hà phải đóng Facebook cá nhân trước sự phản ứng mạnh mẽ từ dân mạng. Sáng qua, Facebook cá nhân của Minh Hằng bỗng biến mất mà chưa rõ nguyên nhân, do bị hack hay tự khóa. Trong đêm nhạc tối 21 tháng 4 vừa qua, Hà Hồ cho biết sẽ không hát hit một vòng trái đất của Minh Hằng theo yêu cầu của khán giả vì không thuộc lời. Trước tin đồn chèn ép, Minh Hằng bay khỏi ghế nóng The Face 2017. Hồ Ngọc Hà vẫn chưa chính thức lên tiếng nhưng nói bóng gió mình không làm điều này. Trong sự nghiệp ca hát của tôi, sóng gió bão tố đến liên tục. Tôi biết ngoài kia nhiều người đang nói mình làm chuyện này chuyện nọ. Từ trái tim của mình, tôi không bao giờ muốn làm bất cứ điều gì không hay như những gì ngoài kia đang nói về mình. Ngoài kia rất nhiều người nói tôi làm cái này cái kia, thế nhưng tôi tin những ai yêu mến tôi sẽ hiểu. Tôi không thể nào cứ trình bày mãi được. Tôi biết chính người hâm mộ cũng không có nhiều thời gian để quan tâm những điều khác.
Đó chính là lý do tôi liên tục tung ra sản phẩm, đến gần hơn với khán giả. Tôi hy vọng mọi người sẽ luôn yêu quý tôi, bởi bằng chính trái tim của mình, tôi không bao giờ muốn làm những điều không hay, giống như những gì người ta nói.